À, xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì mình đăng cái video này là mình cần bán là 4 em nhỏ nha. Đây, 5 em nè. 4 5 em mà cái này cũng tầm khoảng 20 đến 25 kg nha mọi người. Hai này heo là rất ngon luôn nè. Đây, cái này là nói chung ở đây đó là đa số là mình cho ăn hèm là chín nha, hèm với chuối nha, đó là cái nguồn chính nha. Cái này là heo này rất chất lượng nha mọi người. Ở đây là giá chỉ 100.000 ký nha mọi người. Đây, ở đây là mình ở bên Thủy Cần Thơ nha. Rồi là mình còn 5 con nha. Anh chị em nào mà lấy hết thì mình sẽ bớt cái tiền xe nha. Nằm quá, mưa vũ bão luôn. Xe này thì cũng tầm khoảng 6 tháng nha mọi người. Đó. 6 tháng mà tầm khoảng 25 ký. Đó, 20 đến 25 kg thì cái này nó cũng vừa nha. Mình nuôi mà nó lớn quá thì nó sẽ tạo mỡ nha. Đó, thì nó tầm khoảng 20 đến 25 là cũng vừa luôn. Quá đẹp luôn. Rồi, anh chị nào mà cần heo thịt mà làm nguyên con thì ở đây cũng làm luôn nha mọi người. Thì có gì cần liên hệ qua số điện thoại trên YouTube của mình á, mình có để lại số điện thoại đó. Rồi. Xin chào mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.